cô. Đây. Gì? Mua bánh canh cho con đi. Không. Đó. Ờ, để cha mua cho. À, cô ơi. Anh mua bánh canh hả? Ờ, bán cho tôi mấy cái. 5 cái nha ba. Ờ, 5 cái. Dạ. Nè, mua làm gì mua dữ vậy hả? À, định mua ngải tình chứ gì? Thấy hình ở chuồng trên mạng rồi đúng không? Tụi nó dẹp, không mua là không mua. Con thèm để mua cho con. Cứ lấy mẹ cho tôi. Mẹ mua con đi mẹ. Qua bà tư lành á, má mua cho con ăn đã luôn. Nhưng mà bánh này ngon không mà má? Bánh của con nhỏ này dơ lắm. Nhưng mà ở đây ngon mà má. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Tụi nó không mua là không mua à. Má, cái bà này kia chứ. Bao nhiêu chuyện xấu của nó hả? Trời ơi, nó phát cá khắp nơi. Chỉ một dám dắt cái mặt đi ra đi bác. Không có ai mua đâu. Gặp bác người ta hả? Nhảy xuống sông á. Biết chưa? Nhà đừng đi đâu nữa. Không biết mắc cỡ là gì vậy? Con không hiểu đâu. Đẹp quá, người làm gì vậy? Vậy cả anh cũng không tin em sao? Thôi, anh không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của em nữa. Tất cả chỉ là ngụy biện. Em từ chối anh hết lần này đến lần khác. Nó là để dành để đám cưới. Nhưng thật sự sau lưng anh, em có người đàn ông khác. Xin lỗi, trước mặt em, anh giống như thằng ngu vậy đó. Được. Điều khiến anh thất vọng nhất về em phải là việc em ngủ với người khác. Em mất hay là còn, em có thể nói thật với anh bỏ qua được. Còn lần này, em tỏ ra nết na, đạo đức, lừa dối anh hết lần này đến lần khác. Anh thất vọng về em lắm. Chấm dứt, sẽ không có cái đám cưới nào hết. Đừng tìm anh nữa. Đi ra đường cái người ta né, vừa đi qua khỏi cái là xì xào sau lưng liền. Hỏi anh bây giờ làm sao tôi sống được đây? Cha thằng Cường ơi, ông về mà dạy con đi nè. Nó làm cái chuyện xấu hổ ông bà, bây giờ tôi nhục mặt với mọi người, tôi chết cái ông cho rồi đi. Trời ơi, thank you.